Đa Minh Savio tập 1. Đa Minh Savio sinh tại Riva, vùng Chieri vào ngày 2 tháng 4 1842. Cha là Carlo làm nghề thợ rèn và mẹ là Brigida làm nghề thợ may. Gia đình Đa Minh Savio là một gia đình Kitô giáo đạo đức, biết cách giáo dục đức tin cho con cái. Lớn lên trong một gia đình giàu những giá trị, tuy còn nhỏ nhưng Đa Minh Savio luôn mở lòng đón nhận những lời dạy dỗ của cha mẹ về Thiên Chúa, và em rất vui sướng khi gọi Chúa là cha. Đa Minh cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa qua tình yêu và sự chăm lo cho gia đình của cha mình. Lên 5 tuổi, Đa Minh được cha xứ Đúc-ca cho học cách giúp lễ, và cậu cảm thấy rất hạnh phúc và luôn trung thành với bổn phận giúp lễ của mình. Đa Minh luôn đến nhà thờ trước giờ lễ, đôi khi nhà thờ còn đóng cửa thì cậu quỳ gối trước cửa nhà thờ. Đa Minh thấy cần phải chuẩn bị cách kỹ lưỡng trước khi rước lễ lần đầu. Cậu đến gặp mẹ và nói: "Mẹ ơi, xin mẹ tha thứ mọi nỗi buồn phiền con đã gây ra cho mẹ. Con hứa sẽ trở nên ngoan hơn, vâng lời và chăm học hơn." Đa Minh được cha xứ cho lãnh nhận bí tích thánh thể rất sớm, lúc chỉ mới 7 tuổi. Trong dịp trọng đại này, Đa Minh đã có những quyết định cho mình. Tôi sẽ năn xưng tội rước lễ. Tôi muốn thánh hóa các ngày lễ. Bạn của tôi là Chúa Giêsu và mẹ Maria. Thà chết chẳng phạm tội. Năm 10 tuổi, Đa Minh rời trường học giáo xứ đến học tại Castel Nuovo. Mỗi ngày, cậu phải đi bộ 15 km để đến trường. Có người hỏi cậu: "Cháu không sợ khi đi một mình trên đường vắng này sao?" "Thưa bác, cháu không đi một mình đâu, vì có thiên thần bản mệnh đi cùng với cháu." Đa Minh có nhiều bạn bè, cả tốt lẫn xấu, và cậu được nhiều người yêu mến. Đa Minh luôn biết cách tránh xa những trò chơi nguy hiểm hoặc những dụ dỗ xấu xa của bạn bè xấu. Vào một ngày mùa đông giá rét, trước giờ học, một số bạn nghịch phá đã lấy tuyết nhét vào lò sưởi trong lớp học và vẽ lên bảng. Đa Minh cố gắng ngăn cản, nhưng không được. Thầy giáo tức giận khi nhận ra lò sưởi đã tắt ngúm vì tuyết. "Ai đã làm việc này?" "Đa Minh Savio đã làm ạ." Đa Minh đã không có bất cứ phản kháng nào, chỉ ngồi im lặng nghe thầy mắng. Thầy giáo rất ngạc nhiên khi thấy Đa Minh không có phản ứng nào. Sau đó, thầy đã gặp riêng Đa Minh và hỏi: "Thầy biết con đã không làm điều đó, nhưng sao con không có phản ứng gì khi các bạn vu khống cho con?" Thưa thầy, các bạn ấy đã nhiều lần phạm lỗi. Con sợ rằng các bạn sẽ bị đuổi học. Còn con chỉ mới lần đầu, nên con hy vọng sẽ được tha thứ. Và con cũng nghĩ đến Chúa Giêsu cũng đã từng bị vu cáo." Thấy Đa Minh tốt lành như thế, thầy giáo của cậu đã nghĩ đến việc tạo điều kiện cho cậu thăng tiến hơn, và ngài đã đến gặp cha Bosco để xin giúp đỡ. Chính thời gian này, Don Bosco đang có dự định về làng Becchi, vùng Castel Nuovo là quê mẹ của Don Bosco. Năm nào Don Bosco cũng dẫn học sinh về đó dạo chơi và giúp hái nho cho hai người anh. Thế là vào một buổi sáng đầu tháng 10, ông Carolo đã dẫn Savio đi gặp Don Bosco như đã hẹn. Cậu bày tỏ tâm tình của mình với cha Bosco: "Cha ơi, con là Đa Minh Savio, cha nhận con vào trường của cha nhé." Don Bosco thử trí thông minh của cậu.
Nhưng trước hết phải thử xem sức học của con như thế nào đã chứ. Đây, cầm lấy, con hãy học thuộc bài báo này rồi mai đọc lại cho cha nghe. Chưa đầy 10 phút sau, Damin Savio đã chạy tới đọc một mạch, không vấp chữ nào. Cậu còn giải thích những ý nghĩa của bài báo. Don Bosco mỉm cười. Giỏi lắm, từ giờ phút này con đã là học sinh của cha rồi. Trở về nhà, Damin chào từ biệt mẹ và các em. Cậu được bố đưa đến nguyện xá Vondoco ở Torino để bắt đầu hành trình học tập với Don Bosco năm 12 tuổi.